các chủ buổi tiệc hôm nay để cảm ơn tất cả quý vị cùng gia đình con cháu. Hôm nay đúng là ngày sinh nhật của bà Quỳnh Anh, nhưng mà đó cũng là ngày kỷ niệm của ông bà Dân, Hồ Hán Dân. Nếu kể về một mối tình dương dã của cổng kính tường cao hoàng thành cố đô, cùng nét trữ tình của dòng sông Hương nổi ngược chạy dài đến dòng Cửu Long Giang, đắp ô đắp phù sa với tình cảm của hai ông bà song song cho đến trọn đời. Để diễn tả mối tình thơ mộng ấy, ban hợp ca TMC sẽ xin tặng ông bà nhạc phẩm Tình Thấm Duyên Quê và mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Xin mời.
chiều tàn rơi trên đê yên ai. Hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai, tiếng hò chơi vơi kỳ chẳng ngả lá lơi.